Xin chào các bạn, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn cái góc vườn của mình. Thì mình vừa mới mang vài cây cẩm tú cầu về với khu vườn. Đây. Nói chung mà clip này chủ yếu là khoe cẩm tú cầu mới mang về. Này. Hồ này có hai cá câu nhưng mà nhát quá, chùi trốn vô hàng hết trơn rồi. À quên khoe luôn cái bông sen bạch liên. Sen trắng. Mới vừa nở.